Những lưu ý khác cho người tuổi Nhâm Dần xây nhà năm 2025. Xây dựng một ngôi nhà hoàn chỉnh là sự kết hợp, dung hòa của nhiều yếu tố như chi phí, thời tiết hay phong thủy. Vì thế, nếu chỉ xem mỗi năm xây nhà đẹp mà bỏ qua các vấn đề khác thì khó mà suôn sẻ được. Dưới đây là những lưu ý khác gia chủ Nhâm Dần cần lưu ý khi có dự định xây nhà để quá trình khởi công có thể tiến hành đúng tiến độ, nhanh chóng, thuận lợi. Kinh phí xây dựng. Xây dựng một ngôi nhà tốn không ít chi phí mà đây lại là nền tảng cốt lõi cho việc làm nhà. Vì thế, khi có dự định gia chủ cần có kế hoạch chi trả phù hợp để dựa vào đó thực hiện. Điều này đảm bảo việc xây dựng, mua sắm nguyên vật liệu, nội thất đi theo kế hoạch, tránh lãng phí hay thiếu hụt. Chi phí xây dựng gồm chi phí bên ngoài như nguyên vật liệu, tiền nhân công và chi phí bên trong như thiết kế nội thất. Trong quá trình xây nhà không thể tránh khỏi những việc đột xuất. Do đó, ngoài các khoản trong kế hoạch cần dự trù thêm khoảng 10% kinh phí để giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh, tránh trì hoãn. Giữ sức khỏe tốt. Trong suốt thời gian xây nhà đòi hỏi gia chủ phải đi lại, di chuyển nhiều để khuân vác vật liệu, giám sát công trình hay tính toán các chi phí. Những công việc này yêu cầu một thể trạng, sức khỏe tốt để tiến hành và hoàn thành hiệu quả nhất. Muốn có được điều đó lâu dài thì việc ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ vô cùng cần thiết. Ngoài ra, xét trên khía cạnh tâm linh, nếu gia chủ đau ốm trong quá trình xây nhà là một điểm không tốt nên tránh. Chuẩn bị các thủ tục pháp lý. Để đảm bảo quá trình xây dựng là đúng pháp luật, tránh được những rắc rối pháp lý liên quan có thể làm chậm tiến độ thì gia chủ cần chuẩn bị đầy đủ các thủ tục, giấy tờ pháp lý cần thiết. Một số văn bản pháp lý cần thiết khi xây nhà pháp luật Việt Nam quy định là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn với đất, giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế thi công, báo cáo xây dựng, chọn hướng nhà hợp phong thủy. Phong thủy nhà ở cũng là một yếu tố không thể bỏ qua khi xây nhà. Một hướng nhà đẹp, hợp mệnh trạch sẽ đón được năng lượng tích cực, may mắn, thuận lợi, tiền tài vào nhà. Ngược lại, hướng nhà xấu có thể là nguyên nhân gây ra nhiều chuyện xui xẻo trong gia đình. Do vậy, gia chủ Nhâm Dần cần đặc biệt lưu ý yếu tố này. Theo tử vi, người tuổi Nhâm Dần 1962, nam có cung mệnh ly, hành hỏa thuộc đông tứ mệnh nên chọn làm nhà theo các hướng đông, nam, bắc hay đông bắc. Còn với nữ do có mệnh trạch tây tứ mệnh thích hợp với các hướng như chính tây, tây nam, tây bắc hoặc đông bắc. Thời điểm xây nhà. Quá trình xây dựng diễn ra trong thời gian dài. Vì thế, để đảm bảo tiến độ gia chủ cũng cần cân nhắc thời điểm khởi công sao cho hợp lý. Thông thường, người ta lựa chọn xây nhà vào cuối xuân đầu hè, khoảng tháng 4 đến tháng 6 dương lịch bởi thời tiết khá mát mẻ, chưa nắng gắt. Ngoài ra, mùa xuân mang năng lượng tươi trẻ, sinh sôi nảy nở ngụ ý mong muốn ngôi nhà vượng khí, gia chủ gặp nhiều thuận lợi, thăng tiến nhanh chóng. Nên tránh xây nhà vào tháng 7 âm lịch vì đây là tháng cô hồn, là điềm xấu, mang nhiều xui xẻo, rủi ro. Thời điểm cận Tết cũng không nên lựa chọn bởi lượng nhân công ít, kèm với kỳ nghỉ dài sẽ làm chậm tiến độ.